hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay ngày hôm nay đó là ngày thứ hai đầu tuần Tại Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 3, ở Việt Nam đó hôm nay đã là ngày thứ ba ngày 29 tháng 3 rồi và bây giờ là khoảng 7 giờ 40 phút tối giờ Cali. Thì hôm nay cũng có khá nhiều những cái thông tin đầu tuần mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thì trước hết nhìn vào giá cả thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin bây giờ đó là 47.510 đô đã coi như là cao so với cái giá của thời điểm ngày hôm qua. Và hồi sáng này đó các bạn thấy được là giá của Bitcoin đẩy lên hơn 48.000 đô, gần như là 48 48.200 đô trước khi mà nguội lên một chút bây giờ vẫn giữ trên 47.000 đô và các bạn thấy được là với cái sự tăng trưởng của giá cây Bitcoin trong vòng mấy ngày hôm qua đó thì tôi muốn nhìn một cái thông tin mà nghĩ là nhiều bạn cũng muốn nhìn vào đó chính là cái tài liệu liên quan đến chúng ta có thấy nhiều những lệnh đòn bẩy bị thanh lý hay là không thì chúng ta nhìn vào trang CoinClass các bạn thấy được là cái Tổng số lượng lệnh bị thanh lý bây giờ đã lên tới là 445 triệu trong vòng 24 giờ qua Thì 445 triệu có phải là cao hay không thì thực sự là không có cao lắm đâu các bạn Cũng coi như là tương đối mà thôi Những ngày mà chúng ta có nhiều lệnh bị thanh lý đó là chúng ta sẽ thấy cái con số này có thể lên hơn 1 tỷ đô la Nhưng mà ước tính thì các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua chúng ta có 91.474 trader bị thanh lý Trên những sàn lớn như là sàn Binance, sàn OKX và Bybit Uh, và các bạn có thể nghĩ là phần lớn có thể là lệnh số bị thanh lý thì cũng không hẳn đâu. Các bạn có nhìn đi, trong vòng 4 giờ qua đây chúng ta có 81% là lệnh lon bị thanh lý rồi. Nhưng mà chúng ta nhìn xa hơn giống như là trong vòng uh, 24 giờ qua đi thì là 62,38% lệnh số bị thanh lý. Thì có thể nói được là trong vòng một hai ngày qua đó cái số lượng lệnh thanh lý đó là cả hai long và short và với lại cái tỷ lệ thanh lý này đó chúng ta có thấy cái sự đi xuống của những lệnh đòn bẩy hay là không thì chúng ta nhìn trên cái tài liệu ở trên crypto khoan đó đây là cái biểu đồ liên quan đến tổng cái số lượng lệnh đòn bẩy trên thị trường thì bây giờ chúng ta thấy được là vẫn đang ở cái mức cao các bạn thấy được là cái mức bây giờ đó ngày 28 tháng 3 Hoa Kỳ so với lại những thời điểm trước đây đó là cái mức này rất là cao, thậm chí cái mức này đó còn cao hơn cả thời điểm mà giá BTC tháng 4 năm ngoái lên 63.000. Bạn hãy nhìn trên màn hình thì cái số lượng lệnh đồng bảy lúc đó cũng không cao bằng bây giờ, và thậm chí khi mà giá của BTC đạt cái mức là khoảng 68.000 đô đó tháng 11 của năm ngoái thì cái số lượng lệnh đồng bảy bây giờ vẫn cao hơn là những thời điểm đó có thể được là rất là cao rồi chúng ta có thể nhìn vào tài liệu này tính theo giờ đi thì các bạn sẽ thấy được là tính theo giờ để cái trang này nó refresh lại rồi sẽ cho các bạn thấy tính theo giờ thì ra sao tính theo giờ đó như bạn thấy là đúng là chúng ta cũng có một số cây sự đi xuống khi mà chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh này có nghĩa là những cái lệnh bị thanh lý từ hôm qua tới giờ đó cũng kéo cái đường màu xanh này đi xuống một chút nhưng mà khi mình zoom ra thì các bạn sẽ thấy được là trên căn bản cái số lượng lệnh đồng 7 bây giờ đang ở mức cao có nghĩa là nếu như mà giá tiếp tục dao động nên là chúng ta sẽ thấy là giá càng dao động nên thì giá càng tăng mạnh hay là xuống mạnh tại vì khi mà giá dao động đột ngột đó sẽ dẫn đến nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây và ở thời điểm ngay bây giờ đây chúng ta thấy là có nhiều lệnh long hay là nhiều lệnh short Thì các bạn có thể nhìn vào tài liệu long short ratio Ở trên con class đó, các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào trong vòng 1 giờ qua đi lúc thường đang làm video này Thì các bạn thấy được là bây giờ thì ngược lại chúng ta thấy mới đây Trong vòng 4 giờ qua thì có nhiều lệnh long và thanh lý Nhưng mà ngay thời điểm này thì các bạn thấy được là chúng ta chuyển qua tính một giờ qua thì các bạn sẽ thấy được là 56 trăm lệnh bây giờ trên những sàn lớn là lệnh short rồi chỉ có 43% là lệnh long mà thôi Nhìn chung đó thì các bạn thấy thị trường hôm nay cũng rất là tốt Chúng ta cũng có màu xanh màu đỏ lẫn lộn Nhưng mà cũng không có cái màu đậm lắm Có nghĩa là chúng ta thấy cái sự lên xuống cũng không có nhiều Nhưng mà những nông lớn đi Đi hồng refresh con get go lại Đây các bạn nhìn thấy được là BTC Thì các bạn thấy được là tăng 1,4% Cũng là sự tăng trưởng so với giờ này Ngày hôm qua Ethereum đó thì tăng 2,8% So với lại giờ này ngày hôm qua Các bạn thấy được là BNB cũng tăng 1,3% trong vòng 24 giờ qua. XRP thì tăng 1%. Cardano tăng 2,6%, Terra Luna tiếp tục tăng trưởng, các bạn thấy được là tăng 9,2% trong vòng 24 giờ qua, đồng tăng nhiều nhất trong top 10 và các bạn thấy được là Solana tăng 3,9% và cuối cùng là Avalanche trong top 10 này đã tăng 4,5% thì cũng có một số những tài liệu ngày hôm nay đã khiến cho nhiều nhà đầu tư à, có cái sự lo ngại và thường nói tới đó là những nhà đầu tư ở thị trường tài chính nói chung chứ còn các bạn thấy được cả ngày hôm nay thị trường crypto đã tiếp tục là có cái sự tiến triển tốt. Nhưng mà khi mà nhìn vào chứng khoán hồi sáng nay thì những chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ không có tốt đâu. Phần lớn ngày hôm nay đây, chứng khoán là màu đỏ mãi cho đến khi mà sắp sửa đóng lại. Còn đến ngày hôm nay đó thì chúng ta mới thấy là cây thị trường chuyển thành màu xanh trở lại thêm một lần nữa các bạn thấy cái màn hình đó là chúng ta nhìn vào những chỉ số như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq thì kết thúc cũng rất là tốt ngày hôm nay. Chỉ số Dow Jones kết thúc là tăng 0,27%, chỉ số S&P 500 tăng 0,71% và chỉ số Nasdaq tăng 1,31% pre-market nghĩa là thị trường hợp đồng tương lai đó thì các bạn thấy được là coi như đi hàng ngang hiện bây giờ không có sự thay đổi nhiều Dow Futures và S&P Futures thì tăng không đáng kể 0,06 và 0,02. Nasdaq future đó thì xuống 0.12%. Chúng ta nhìn vào dầu, dầu vẫn đang ở mức cao tuy là hôm nay xuống 1 1,3% nhưng mà các bạn thấy giá dầu bây giờ hợp đồng nó vẫn là 104 đô cho một thùng dầu. Vàng thì sao? Vàng đó thì các bạn thấy được là chúng ta chuyển qua gold đi thì vàng chúng ta sẽ thấy là hôm nay xuống một chút nữa xuống 0,7% ở mức là 1.900 1900 26 đô cho một ounce vàng Giá vàng đã không tiếp tục đi trở về cái hướng là 2.000 đô nữa Mà các bạn thấy được là cứ xoay quanh cái mức là 1.910 đô cho đến 1940 đô à, Trong một thời gian rồi Và các bạn thấy được là crypto đương nhiên thường mới vừa nói tới hôm nay là một ngày tốt đối với lại crypto Nhưng mà chúng ta thấy là tại sao hôm nay đó thị trường tài chính lại có cái sự bất ổn như vậy Rồi tới gần khúc cuối chúng ta mới thấy chuyển vào màu xanh Thì có một thông tin tôi đã chia sẻ với các bạn hồi sáng này đó chính là sáng nay mới vừa thức dậy thì đã thấy một cái thông tin mà nếu như mà thường không đọc kỹ đó cũng có cái sự lo sợ đó chính là chúng ta thấy cái hiện tượng đường công lợi tức đảo ngược thì đây là một cái hiện tượng mà khi mà chúng ta thấy cái à, lãi suất của những cái à, công trái phiếu hoa kỳ có kỳ hạn ngắn hạn hơn à, có cái phần trăm lợi nhuận cao hơn là những cái à, công trái phiếu có cái thời gian đáo hạn dài hơn để thường chia sẻ với các bạn chi tiết hơn tại vì đây cũng là một đề tài mà thường cũng đã từng chia sẻ khá nhiều trước đây rồi khi mà các bạn lên trên trang thuận capital Uh, YouTube đó các bạn có thể tìm cái từ đảo ngược Các bạn thấy được là đây là những cái thông tin Thường đã từng chia sẻ chi tiết hơn cách đây 2 năm Cũng có hiện tượng này Chúng ta thấy là cách đây một tháng thường cũng đã làm video này Cho nên đây là một cái đề tài Mà những bạn nào mà theo dõi kênh một thời gian đó Cũng đã biết rồi Nhưng mà thường sẽ chia sẻ sơ qua cho những bạn nào mà không rành Thì đây là một cái hiện tượng Hiện tượng này đó là một cái hiện tượng mà Hầu như là từ năm 1955 cho tới bây giờ đó Đã có thể là tính toán được cái khả năng rất cao là sẽ có một cái đợt suy thoái tài chính Các bạn thấy là trên màn hình đó, đây là cái tài liệu chỉ tính từ năm 1980 mà thôi à, Những cái đường mà màu xám các bạn thấy trên màn hình đó là những cái đợt suy thoái tài chính Trong những năm đó, các bạn thấy được tổng cộng từ năm 1980 cho đến bây giờ là có 1, 2, 3, 4 năm không tính cái đợt mà có dịch bệnh hồi năm hai nghìn mới đây nhưng mà các bạn thấy được là cái đường màu vàng trên màn hình đó chính là cái đường nó coi như là đây là tính cái phần trăm đảo ngược khi mà chúng ta thấy cái đường màu vàng này đó nằm bên dưới cái đường màu đen các bạn nhìn thấy trên màn hình đó thì có nghĩa là cái phần trăm lãi suất ngắn hạn cao hơn dài hạn có nghĩa là cái hiện tượng À, phần trăm đường công là tước đảo ngược thì chúng ta sẽ thấy được là mỗi lần mà cái đường màu vàng này nằm dưới cái đường màu đen đó, thì ngay sau đó không lâu sẽ có một cái thanh màu xám xuất hiện có nghĩa là sẽ có suy thoái tài chính đợt này cũng vậy đợt này cũng vậy, năm 1990 cũng vậy năm 2000 cũng vậy và năm 2008 như bạn cũng đã biết rồi mỗi lần mà cái đường màu vàng này nằm bên dưới cái đường màu đen đó có nghĩa là cái phần trăm lợi tức à, đã đảo ngược thì chúng ta sẽ thấy sẽ có hiện tượng là suy thoái tài chính vì lý do đó, đó mỗi lần mà người ta nói tới cái hiện tượng đường cong lợi tức đảo ngược thì khiến cho nhiều người à, rất là lo lắng tại vì các bạn thấy được là khả năng có một suy thoái tài chính rất là cao nhưng mà các bạn cần phải à, nhìn kỹ lại các bạn đi được là đúng là có cái hiện tượng đã xảy ra à, hồi sáng này đây là lần đầu tiên chúng ta thấy hiện tượng này từ năm 2006 nhưng mà cái mà họ nói tới là phần trăm lãi suất của 5 năm và 30 năm công trái phiếu. Các bạn thấy được là bên dưới này đó là cái tài liệu công trái phiếu hồi sáng này thì chúng ta nhìn vào 5 năm đi thì 5 năm công trái phiếu đó các bạn thấy được là lãi suất là 2,565 năm hiện bây giờ. Chúng ta nhìn vào cái tài liệu cho 30 năm đi thì 30 năm là 2,548 thì cái phần trăm lãi suất ngắn hạn nó còn cao hơn dài hạn nữa thì điều này là gì? Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một ứng dụng có tên là Filmflux và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Thì Finblox là một cái ứng dụng giúp bạn kiếm được lãi suất đơn giản dễ dàng nhất mà vẫn đảm bảo an toàn từ tài sản crypto nhàn rỗi của bạn. Thì mức lãi suất của Finblox vô cùng hấp dẫn, có thể nói được là những ví dụ như là 15% cho USDC và lên tới 90% cho các loại crypto khác một số những cái token nổi bật ở trên phim như là Axie Infinity 90%, Matic 20%, Nia 10%, BTC, Ethereum và nhiều những cái token khác. Thì mức lãi suất này đó là cao hơn so với những cái ứng dụng cung cấp lãi suất khác như là Binance, MBXC, BlockFi hay là Nexo. Và điểm đặc biệt ở trên phim là tài sản của bạn không bị khóa và người dùng có thể rút ra bất kỳ lúc nào mà vẫn giữ được cái số tiền lãi. Lãi suất trên Finblocks là lãi kép và ứng dụng trả lãi hàng ngày cho người dùng lãi này đó được gọp vào số tiền gốc để tính lãi cho ngày tiếp theo khi mà sử dụng Finblocks đó, bạn không cần phải thanh toán phí cho cái ứng dụng chỉ cần trả phí trên network khi mà di chuyển và rút tiền từ Finblocks mà thôi một số chi tiết liên quan tới an toàn và bảo mật thì Finblocks đã nhận được 3,9 triệu đô đầu tư cho dòng seed round đến từ các quỹ lớn trên toàn thế giới như là Sequoia Capital India, Dragonfly, Three Arrows Capital, Orange Down, Sison Capital, Venture Discovery, Coin Fund, MSA Capital, Carlos Venture và các nhà đầu tư cá nhân khác. Tài sản người dùng nơi được đảm bảo với bảo hiểm lên tới 45 triệu đô la từ Fireblocks, hệ thống bảo mật ma trận đa lớp được mã hóa hoàn toàn và sở hữu chứng nhận SOC 2 và được bảo vệ bởi nền tảng tiền bảo hiểm CoinCover. CTO của Finblocks là cụ CTO của Coins.ph, một trong các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Philippines. CEO Finbox từng là co-founder của GoTrade có trụ sở tại Singapore, đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm từ các fintech khác như là Gojek, Lazada, Grab. Hiện Finbox đang có chương trình giới thiệu bạn bè, nhận lên tới 250 đô cho mỗi người bạn giới thiệu thành công. Bạn có thể click vào đường link ở phần mô tả bên dưới video này để mà tải ứng dụng và cũng sẽ nhận được 250 đô khi mà nạp tiền vào app. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Những thông tin chi tiết sẽ nằm dưới cái video này Cho những bạn nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm Thì để thường chia sẻ với các bạn đó Đây là một cái đường cong lãi suất gọi là bình thường Tại sao gọi là bình thường? Tại vì các bạn thấy được là bên tay trái đó Các bạn thấy được cái đường đi lên bên trên này đó là cái phần trăm lãi suất Ở bên dưới này đó là cái thời gian đáo hạn Thì rất đơn giản thôi các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta mua trái phiếu nhà chúng ta cho chính phủ mượn công trái phiếu thì trái phiếu càng đáo hạn càng lâu thì cái nguy hiểm càng cao cho nên vì lý do đó là những nhà đầu tư sẽ đòi hỏi là cần phải có cái phần trăm lợi nhuận cao cho nên các bạn càng đi qua bên tay phải thì cái đường cong này nó càng lên cao càng cho vay thời gian dài mua công trái phiếu đáo hạn xa thì cái phần trăm lãi suất này sẽ tăng lên rất bình thường mà thôi Tại vì cái tiền các bạn bị lóc lại lâu hơn cái nguy hiểm nó cao hơn nhưng mà có thể có hiện tượng ngược lại xảy ra, đó chính là cái hiện tượng đường công, lãi suất đảo ngược, có nghĩa là hoàn toàn ngược lại. Các bạn thì được là những cái công trái phiếu ngắn hạn đó còn có cái phần trăm lãi suất cao hơn dài hạn. Thì tại sao lại có một điều vô lý như gì xảy ra? Cũng rất là đơn giản mà thôi, các bạn có thể nghĩ đến là chúng ta có những cái điều tác động tới phần trăm lãi suất giống như chúng ta có thể nói tới là fed bây giờ đó muốn tăng lãi suất lên thì khi mà fed tăng lãi suất ngắn hạn lên đó, thì sẽ có cái hiệu ứng là đẩy cái đường cong ở bên cái phần bên tay trái này đó, tăng lên và tăng lên tại vì đương nhiên Fed tăng lãi suất ngắn hạn thì chúng ta được là lãi suất ngắn hạn cũng sẽ có cái sự tăng trưởng cho lên ở trên thị trường thì đây là điều mà chúng ta thấy nhưng mà dài hạn thì sao dài hạn đó là một trong những cái thước đo coi coi là những nhà đầu tư bây giờ có lòng tin bao nhiêu về cái sự tăng trưởng của thị trường họ lạc quan bao nhiêu. Khi mà mọi người lạc quan đó thì các bạn sẽ thấy là họ sẽ không có mua công trái phiếu. Công trái phiếu ở Hoa Kỳ coi như là trái phiếu an toàn nhất trên thế giới tại vì chính phủ Hoa Kỳ đâu bây giờ mà không trả tiền đâu. Cho nên công trái phiếu coi như là rất an toàn, hầu như là các bạn chấp nhận rất ít rủi ro nhưng mà cái phần trăm lợi nhuận cũng rất là thấp luôn. Cho nên mỗi lần mà thị trường có cái sự lạc quan đó thì mọi người sẽ không mua không trái phiếu đâu họ sẽ lấy tiền đó để mà đầu tư vào những cái chứng khoán crypto những gì mà họ cảm thấy đã có lợi nhuận cao hơn vì lý do đó đó khi mà các bạn thấy được là cái nhu cầu cho những cái công trái phiếu dài hạn thấp đó thì sẽ dẫn đến là cái giá đi xuống cái giá đi xuống thì cái phần trăm lãi suất sẽ tăng lên Thì để lấy một ví dụ đơn giản đi Giống như ta nói tới là công trái phiếu 10 năm Thì giả sử như là một cái công trái phiếu đó Các bạn mua là 10.000 đô đi Thì mỗi năm các bạn lời là 10% Tính đơn giản đi Thì 10.000 đô một năm các bạn sẽ lời là 1.000 đô Thì các bạn thấy được là 10% là 1.000 đô khi mà các bạn lời mỗi một năm Nhưng mà khi mà cái nhu cầu công trái phiếu này giảm xuống đó Thì có nghĩa là giá của công trái phiếu 10 năm cũng sẽ giảm Giống như giả sử nói đơn giản đi bây giờ là thay vì là uh, 10% 10.000 đô bây giờ là cái giá công trái phiếu này nhu cầu thấp giảm xuống chỉ còn có 9.000 đô Nhưng mà cái phần trăm mà trả hàng tháng đó của chính phủ Hoa Kỳ thì vẫn ấn định là 1.000 đô thì các bạn thường là 1.000 đô nhưng mà bây giờ đó cái giá trái phiếu này trên thị trường chỉ còn có 9.000 đô thôi thì chúng ta lấy 1.000 đô chia cho 9.000 đô thì các bạn sẽ thấy được là thay vì là 10% nhưng mà bây giờ đó, lại đã lãi suất nó lên tới 11% rồi thì chúng ta sẽ thấy được là cái hiện tượng là cái đường cong này nó sẽ được đẩy lên tại vì cái phần trăm lãi suất dài hạn nó tăng lên đó là một điều bình thường mà thôi nhưng mà ngược lại khi mà những nhà đầu tư cảm thấy bất ổn đó thì họ sẽ làm gì họ sẽ rút tiền ra khỏi những nơi mà họ cảm thấy là không an toàn như là những cái trái À, chứng khoán đi và họ lấy tiền đó họ dồn trở lại thị trường trái phiếu thì điều này có hiệu ứng như thế nào điều này thì có hiệu ứng ngược lại khi mà nhu cầu có công trái phiếu dài hạn lên cao quá thì sẽ dẫn đến là cái giá cả của công trái phiếu đó cũng sẽ tăng lên trên thị trường nhưng mà cái phần trăm lãi suất các bạn đó cái số tiền các bạn nhận đó hàng tháng vẫn ứng định dẫn đến là các bạn làm bài toán ngược lại thì sẽ có hiện tượng là cái đường công mà lãi suất dài hạn đó thì lại có cái xu hướng đi xuống dẫn đến hiện tượng này xảy ra đó là điều mà nhiều người lo lắng hiện bây giờ cho nên nhiều người nhìn vào đường công lãi suất là một trong những cái thước đo mà nhiều người tin tưởng là đo lường cái sự lạc quan của những nhà đầu tư thì cái hiện tượng này đã xảy ra đối với lại công trái phiếu 5 năm và 30 năm như là các bạn nhìn thấy bài viết này hồi sáng này thì có nên lo lắng hay là không thì thật ra đó mọi người khi mà hiểu rõ hơn đã không có cái sự lo lắng như hồi sáng này nữa tại vì thật ra đó người ta chỉ quan tâm đến cái thước đo cho 2 năm và 10 năm mà thôi có nghĩa là khi nào mà chúng ta thấy được là cái đường công lãi suất đó lãi suất của 2 năm công trái phiếu và 10 năm công trái phiếu đảo ngược đó thì lúc đó chúng ta mới lo lắng các bạn thấy được là cái mức bây giờ đó là công trái phiếu 2 năm lãi suất là 2,381 và 10 năm là 2453. 2.453 thì 2.453% vẫn cao hơn là 2.381 của 2 năm cho nên hiện tượng này vẫn chưa xảy ra đây chỉ là một cái báo động giả mà thôi đối với nhiều người chúng ta vẫn chưa thấy hiện tượng 2 năm và 10 năm đảo ngược tính khi nào rồi xảy ra thì Thuận mới lo lắng và Thuận sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta bây giờ trở lại để mà nói về cái sự tăng trưởng của giá btc gần đây đi thì cái sự tăng trưởng gần đây đó có cho chúng ta thấy được là ai đang mua hay không những cá vôi đang tích lũy đang mua hay là những nhà đầu tư riêng lẻ như là thùng mình cho các bạn bây giờ đang thu mua thì chúng ta nhìn vào đây là một cái bài thống kê được chia sẻ ở trên crypto khoan thì các bạn thấy được trên màn hình đó là có hai cái biểu đồ bên tay trái và bên tay phải thì để chia sẻ với các bạn bên tay trái đó đây là cái biểu đồ liên quan đến số lượng giao dịch có nghĩa là bao nhiêu giao dịch của bitcoin hàng ngày và trên màn hình các bạn đó, các bạn thấy cái đường mà màu đen này đó chính là giá của BTC. Cả hai biểu đồ này, cái đường màu đen là giá của BTC. Cái đường màu vàng đó là cái đường trung bình của cái số lượng bao nhiêu giao dịch Bitcoin hàng ngày đó. Thì các bạn thấy là mỗi một lần mà chúng ta thấy là cái số lượng giao dịch hàng ngày nó giảm xuống có nghĩa là ít người giao dịch trên mạng lưới Bitcoin đó thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy được là những nhà đầu tư riêng lẻ họ đã bỏ cuộc rồi tại vì những nhà đầu tư riêng lẻ đó thì họ rất là nhiều những cá voi thì ít hơn cái số lượng của cá voi ít hơn nhưng mà cái số lượng của những nhà đầu tư riêng lẻ thì nó nhiều hơn cho nên á, mỗi lần mà chúng ta có nhiều nhà đầu tư riêng lẻ thì cái đường mà vàng này sẽ tăng lên khi mà họ giao dịch cái số lượng nó sẽ nhiều hơn Thì mỗi lần mà chúng ta thấy ngược lại đó Mà chúng ta thấy là cái đường màu vàng này tăng lên đó, Có nghĩa là chúng ta có nhiều nhà đầu tư riêng lẻ tham gia vào Và chúng ta cứ nhìn một cái ví dụ đi Đây là ví dụ của hè của năm ngoái Thì các bạn thấy là hè của năm ngoái đó Khi mà cái đường màu vàng này đi xuống rất là sâu Có nghĩa là cái thời điểm mà giá của BTC Từ cái mức là 63.000 xuống chỉ còn có 29.000 Thì các bạn thấy rất rõ ràng là cái đường màu vàng này à, Đã đi xuống rất là nhanh Có nghĩa là dấu hiệu những nhà đầu tư riêng lẽ không còn giao dịch nữa họ đã bỏ cuộc rồi họ đã rời khỏi thị trường này nhưng mà ngược lại chúng ta thấy được là khi mà giá hồi phục trở lại đây, giống như là từ tháng 9 tới tháng 12 đó thì lại có cái dấu hiệu là đường vàng này tăng lên rồi chúng ta chuyển qua bên cái hình thứ hai đi bên tay phải thì hình thứ hai này đó cho các bạn thấy được là kích thước giao dịch. Thì để hiểu đơn giản đó, mỗi một lần mà chúng ta thấy được là cái đường màu vàng này tăng lên có nghĩa là những giao dịch trên mạng lưới Bitcoin đó không phải tính theo bao nhiêu giao dịch mà là mỗi một cái giao dịch là đáng giá bao nhiêu. Thì cái đường màu vàng này đại diện cho là cái kích thước giao dịch tăng lên hay giảm xuống. Thì các bạn thấy được là mỗi một lần mà chúng ta thấy kích thước giao dịch đó, tăng lên có nghĩa là chúng ta có nhiều cá voi đang thu mua và chúng ta thấy được là ngược lại đó thì kích thước giao dịch giảm xuống như là thời điểm từ tháng 11 của năm 20 cho đến tháng 5 của năm 2021 thì kích thước giao dịch nó lại giảm xuống trung bình có nghĩa là chúng ta không thấy động thái nhiều cao vô tích lũy và ngược lại tại vì cá vôi đó thì họ sẽ không có giao dịch nhiều như những nhà đầu tư riêng lẻ tại vì họ không có đông nhưng mà ngược lại những giao dịch của họ thì lại rất có trọng lượng tại vì họ mua và bán với cái số lượng cao hơn cho nên cái mà biểu đồ này muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là chúng ta thấy hiện tượng ngay thời điểm bây giờ là tháng 3 năm 2022. Thì các bạn nhìn bên tay trái đi, hiện tượng bây giờ là cái đường màu vàng này đó đi xuống từ đầu năm cho tới bây giờ. Có nghĩa là chúng ta thấy cái sự hứng thú giao dịch của những nhà đầu tư riêng lẻ đó không có cao trên mạng lưỡi của Bitcoin hiện bây giờ. Có nghĩa là dấu hiệu nhà, như nhà đầu tư bây giờ đó là họ đã bỏ cuộc. Và ngược lại chúng ta lại thấy là cái khối lượng giao dịch của mỗi giao dịch lại tăng lên từ đầu năm cho tới bây giờ là dấu hiệu gì đây là dấu hiệu là cá voi có động thái trên thị trường thì chúng ta gặp hai cái này lại đó và người này ở trên crypto tục hoan muốn chia sẻ với các bạn là dựa theo chỉ hai biểu đồ này cho thấy được là ai đang tích lũy trên thị trường đó chính là cá voi chứ không phải là những nhà đầu tư riêng lẻ và thật ra những bài nào mà ở đây đó thì chúng ta cũng đã biết là đã đầy một thời gian rồi chúng ta thật sự không có nhiều bạn mới tham gia vào gần đây đâu nhưng mà nào mà đã tham gia thị trường này đầu năm ngoái đó thì mới thực sự cảm nhận được là mỗi lần mà những nhà đầu tư riêng lẻ phô mô vào trong thị trường này những nhà đầu tư mới đó thì cái sự sôi động nó như thế nào bây giờ thật ra cũng sôi động nhưng mà rất kém xa những lúc mà có nhiều nhà đầu tư riêng lẻ tham gia vào thị trường này đó là điều mình không muốn chia sẻ ở đây